Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Số Tiết Kế đây. Và trong ngày hôm nay thì mình muốn thông báo với các bạn là trong thời gian vừa qua cái máy tính của mình đã bị lỗi rất là nặng luôn. Mình phải đem ra tiệm sửa máy tính để nhờ bộ phận kỹ thuật giúp đỡ mình. Và máy tính thì bây giờ đã sửa xong các bạn ơi, nhưng mà cái thế giới sinh tồn 1.14 của mình thì nó đã mất rồi. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu lại từ đầu nha các bạn. Và cũng như là lần này ấy, mình sẽ đẩy nhanh cái tiến độ lên để mình có thể bắt kịp theo những gì mà mình đã làm ở phần trước nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi lấy gỗ nha. Và ở đây thì là một cái khu rừng gỗ sồi sẫm các ông ơi, nhưng mà có một ít cây gỗ sồi này. Đấy, mình sẽ lấy cây gỗ sồi thôi, tại vì cái cây gỗ sồi sẫm á các bạn nó rất là to luôn, mà mình chưa có rìu ấy thì đập nó sẽ rất là lâu. Thành ra bây giờ mình sẽ lấy hết cái cây này trước nha, để mình có một ít gỗ và chế tạo những cái thứ cần thiết lúc đầu ấy các bạn. Rồi đập thêm một khúc này nữa thì chúng ta sẽ craft một cái bàn chế tạo nha. Đây mình sẽ craft một cái bàn chế tạo trước. Sau đó thì mình sẽ chế tạo một cây cúp bằng gỗ để mình có thể đào đá và nâng lên thời kỳ đồ đá luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta đã có cái một cây cúp bằng gỗ rồi, giờ chúng ta chỉ cần tìm đá và đào thôi. Ở đây có đá này, chắc mình sẽ lấy một ít đá ở đây nha, để mình có thể chế tạo cây rìu đá và cúp đá các bạn. Đó, đập ra. Đấy, chúng ta đã lên thời kỳ đồ đá rồi đó các bạn. Và ở lần này thì mình sẽ cố gắng thực hiện thêm một cái một ít cái thành tựu ở trong đây các bạn, tại vì trước giờ mình sinh tồn thì ít để ý mấy cái thành tựu ấy, thành ra mình còn bỏ sót nhiều thứ lắm. Cho nên lần này thì mình sẽ vừa chơi cũng như là bám sát theo cái lịch trình mà game nó đã đưa ra ấy. Đây để mình xem coi, tiếp theo mình sẽ nâng cấp lên chế tạo một cây cuốc tốt hơn các bạn, là mình làm một cây cuốc bằng đá ấy. À, giờ chúng ta sẽ vừa chơi cũng như là làm theo cái thành tựu mà game đã đưa ra nha. Rồi tạm thời mình sẽ lấy thêm tầm 24 cục đá nha các bạn. Rồi giờ ra ngoài chế tạo thôi. Mình nghĩ thì nên chế tạo một cái lò nung đi các bạn, tại vì mình cần phải lấy cừu ấy để làm lông, và cần dùng thịt để làm thức ăn giai đoạn đầu nữa. Tiếp theo là một cây cây cúp đi, để mình có thể đào được sắt các bạn ơi. Đó, và một cây rìu để mình có thể chặt cây nhanh hơn, và một cây xẻng các bạn. Kiếm thì mình nghĩ chưa cần đâu, tại vì mình có thể dùng cây rìu để thay cây kiếm ấy. Đó, giờ mình sẽ lấy cái bàn chế tạo và đi tìm cừu nha. Ở đây coi coi có cừu không nha. Wow, ở kia có bi ngô các bạn. Ở đây có nguyên một đàn cừu luôn. Wow, chắc mình sẽ chừa lại tầm 3-4 bé cừu nha, để mình có thể nhân giống lên các bạn ơi. Và bi ngô này thì mình sẽ lấy hết luôn đi, để mình có thể trồng lại các bạn. Hình như mình có thể làm cái bánh bí ấy. Được ấy. Giờ mình sẽ lấy cừu để làm giường nha. Được 2 len rồi. Vậy là mà ở đây còn rất là nhiều cừu luôn các bạn ơi. Nhưng mà tạm thời thì mình chỉ giết 3 bé để làm được một cái giường thôi. Tiếp theo chắc mình sẽ đào thêm một ít khoáng sản để mình có thể nâng lên đồ sắt luôn các bạn ơi. Để coi coi cái hang này có rộng không nha. Khá là rộng á các bạn, nhưng mà mình chưa có đuốc nữa. Mình cần đào một ít than ấy để có thể chế tạo được đuốc các bạn ơi. Chỗ này là một cái hang khá là sâu này. Ui ghê quá các ông ơi, tại vì ở đây đây có sắt này. Vừa vào đã gặp sắt luôn các ông ơi. Đây giờ mình sẽ đào ra đi. Đó, giờ mình sẽ mình có thể chế tạo than gỗ các bạn. Được. Giờ mình sẽ đi lên đào một ít gỗ ấy để mình nung lên và làm cái than gỗ và làm đốt nha, chứ bây giờ mình chưa gặp than nữa các bạn ơi. Đó, được ấy. Rồi giờ lên chặt ít gỗ đi làm than gỗ thôi. Ui, ở phía dưới có skeleton nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy than rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng xuống dưới rồi lấy ít than để làm thêm đuốc nha. Rồi giờ đào ra đi và thắp đuốc ở đây để cho bạn dễ nhìn nha. Đó, ở đây có rất là nhiều than luôn nè bạn. May quá. Hình mà ở trên đây còn ấy, mình sợ đập ở phía dưới ấy là nó sẽ rớt xuống và gặp mấy con Reaper này. Nó sẽ nổ ấy các bạn ơi. Rồi giờ tạm thời thì mình sẽ lấy một ít than ở đây đi. Mà tìm cách để đi xuống dưới mà không bị nó đánh nữa các bạn ơi. Ở đây được không ta? Được. Ở đây thì nước nó đẩy con Reaper xuống rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đổi qua cây rìu để có gì đánh nó nha. Đánh Reaper chạy. Ui, ai da. Ui. Nổ chết queo skeleton như Reaper với con zombie rồi. Đấy. Được. Wow, đây quá trời than luôn nè các bạn. Ui, nhưng mà ở đây có zombie nè. Zombie. Cầm cái rìu các bạn ơi, mình đánh khá là chậm nhưng mà được cái là sát thương nó cao ấy. Thành ra cũng không bận tâm về mấy con zombie này đâu.
mình chỉ sợ là đánh nhau với con Creeper thôi, tại vì Creeper các bạn nắp sát mà mình không đánh nhanh được ấy là mình sẽ bị nó nổ ấy. Ui, ở đây có con Creeper này, đi xuống dưới đi, đánh ngồi chạy 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 đánh. Ui ô, cái rìu này mạnh thật các bạn ơi, đánh 3 hit là chết queo con Creeper luôn. Giờ mình sẽ lấy thêm ớt sát ở đây nha, mà phải nhìn xung quanh kỹ nha các bạn, tại vì bây giờ mình chưa có hồi đầy máu ấy, còn có 5 trái tim thôi, thành ra mà bị một con Creeper nổ một cái là chết liền á. Rồi giờ đào ra. Đấy, được 16 rồi. Yeah, cố lên cố lên cố lên, sẽ cố gắng tìm đủ 30 quặng rồi đi lên nha. Ở đây có nữa này, zombie hả, làm phiền á. Ui, 2 hit là chết queo nhưng bay luôn các bạn ơi. Công nhận cây rìu phiên bản này nó mạnh thật đấy các bạn. Rồi rồi sẽ đào này ra. Ui, mình nghe tiếng nó lại gần kìa, lè 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 lè. Ui, ở đây ghê quá ghê quá. Giờ mình đã được 22 quặng rồi, vậy là gần đủ làm một bộ giáp rồi đó các bạn. 24 quặng là làm được một bộ giáp sắt rồi đây. Đào ra đào ra. Ui ui, áp sát hả, áp sát. Ui, áp sát hả. Ui, may quá may quá. May quá nó đánh không chết không chết. Rồi giờ mình sẽ qua đây để. Ui, skeleton là chạy. Ui chạy. Ui ui, qua đây núp, qua đây núp. Chẳng 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 chẳng. Rồi ổn ổn rồi, giờ mình sẽ làm một ít cái thịt nấu chín nha. Mình sẽ nung thịt lên để ăn nha các bạn. Tạm thời chắc mình cũng ăn thịt zombie được các bạn ơi, tại vì lúc mà mình không có thức ăn ấy thì thịt zombie cũng là một cách để chúng ta hồi máu ấy. Đó, giờ máu nó đang hồi kìa các bạn. Rồi giờ mình chỉ cần đợi thịt này nó chín hết đây mà mình ăn lại thì nó sẽ hết hiệu ứng thôi các bạn ơi. Giờ tạm thời thì mình sẽ đợi cho nó nấu chín thịt nha. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cúp sắt để có thể đào thêm mấy cái khoáng sản nha các bạn. Tại vì cúp đá ấy thì chỉ có thể đào được sắt với than thôi và luli ấy. Còn thì khi mà chúng ta lên cúp sắt thì mới có thể đào được vàng và kim cương và redstone nha. Ôi, ở đây có vàng này. Giờ mình sẽ đào số vàng này ra nha. Đấy, được được 4 quặng các bạn. Và phía dưới thì có luli kìa. Được. Bây giờ mình sẽ xuống dưới và đào luli nha. Đấy. Ui, ở dưới có vàng nữa. Wow, ngày đầu tiên mà chúng ta đã tìm thấy vàng cũng như là luli là khá là may mắn đó các bạn. Không biết trong ngày hôm nay chúng ta có thể tìm được kim cương không nhờ. Ui, ở đây là đâu đây. Ui, sợ thế. Ui, té luôn. Ủa, mà ở đây có vàng này, được. Sắt luôn. Wow, tính cả đây cũng khá là thấp nữa các bạn ơi. Ở đây là tầng 15 rồi. Rất nhiều khả năng là chúng ta có thể tìm được kim cương ở trong ngày đầu luôn ấy. Tại vì cái hang này mình thấy khá là rộng này. Giờ mình sẽ lấy luli ở trên này để có thì vì mình chúng ta có thể làm được cái bột nhựa ấy, cũng như là dùng luli để enchant các bạn ơi. Đấy. Rồi, ở đây có sắt. Ô, có vàng này. Mình sẽ đào vàng ra. Đấy, khá là nhiều luôn. Đây, còn một cục thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi lên và qua cái hồ lava nha. Mình thường thường thì mình rất thích mấy cái hồ lava mà kiểu như ở thấp thấp gì nè các bạn, rất là dễ tìm thấy kim cương luôn. Đó, hy vọng lần này chúng ta có thể tìm thấy kim cương trong ngày đầu luôn nha. Trong thời gian này thì chúng ta sẽ đào một ít redstone các bạn ơi, để có gì mình còn chế tạo mấy cái đồ đá đỏ nữa. Giờ mình sẽ làm dấu chỗ này nha, để có gì tí mình quay lên các bạn ơi. Mình sợ đi lạc lắm. Ui, cái hồ lava này hơi nhỏ các bạn ơi. Nhưng mà họ kệ đi, giờ mình sẽ lấy một ít sắt để có gì đem lên sử dụng nha các bạn. Ngoài trời bây giờ đang mưa các bạn ơi. Nãy giờ mình dưới hang mình đâu có biết gì đâu. Ui, lên đây thì mưa tầm tã rồi. Bây giờ chắc mình sẽ chế tạo một cái giường đi. Không biết bây giờ trời sáng chứ nhờ. Hay là trời gần tối ta. Tại vì trời mưa khó phân biệt lắm các bạn ơi. Mà giờ mình sẽ làm một cái giường trước cái đã. Giường mình cần đổi ra này. Đấy, được một cái giường rồi. Và mình không thích cái giường màu trắng cho lắm các bạn ơi, cho nên mình sẽ làm một cái giường màu xanh nha. Dùng luli để đổi là thành bột nhựa mấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngủ thử nha. Vậy chứ bây giờ chắc là ban ngày đó các bạn ơi. Bây giờ thì đi đâu ta. Mình nghĩ bây giờ chắc mình sẽ đi lấy một ít gỗ để mình xây nhà rồi trú mưa nha bạn. Chứ bây giờ ở dưới gốc cây này cũng không phải là cách đâu. Ok, chắc bây giờ mình sẽ chặt một ít gỗ rồi chúng ta cùng nhau xây nhà để trú mưa nha. Ồ,
Ok cảm ơn, mình đã lấy được một ít gỗ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái chỗ để chúng ta xây nhà nha. Ở đây thì khá là bằng phẳng này. Ở đây có mấy bé heo và mình cũng đã lấy thêm một ít thịt heo cũng như là thịt cừu để ăn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nấu lên đi. Để mình coi coi. Cừu hồng kìa. Đây là lần đầu tiên mình gặp cừu hồng luôn các bạn ơi. Wow, cừu hồng này. Nãy giờ mình cứ tưởng bé heo thôi chứ. Cừu hồng luôn. Wow, lần đầu mình gặp ấy các bạn ơi. Wow, mà ở đây cũng có cái bông màu hồng này, đúng không ta? Bông kim hương hồng. Đúng rồi, bông kim hương hồng này các bạn. Vậy được ấy, được ấy. Giờ mình sẽ tìm cái chỗ để chúng ta cùng nhau xây nhà nha. Tạm thời thì ăn đỡ táo đi các bạn ơi. Chứ bây giờ mình nấu thịt thì khá là mất thời gian luôn. Lúc nào mà mình xây ấy, thì mình sẽ vừa xây vừa nấu nha. Thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn ấy các bạn. Để mình qua đây coi. Ở đây có cái hồ lava này. Và có rất là nhiều ngựa luôn. Tính ra chỗ này mình rất là nhiều ngựa luôn các bạn ơi. Sắp tới cho mình sẽ cố gắng tìm thật là nhiều mấy cái yên cửa ấy, để có thể tùng phục mấy em ngựa này nha. Ở kia có nấm kìa. Và mía. Chắc mình sẽ lấy mía nha, để mình có thể làm được giấy các bạn ơi. Mía rất là cần thiết luôn. Giờ mình sẽ nhân giống lên tại đây luôn nha. Mình nghĩ chắc mình sẽ xây gần cái hồ này đi các bạn ơi. Tại mình thấy cái hồ này khá là đẹp này. Được không ta? Nếu xây ở giữa cái hồ đó thì sao nhờ? Ok, cái giữa hồ đó thì để sao để các bạn. Tạm thời chắc mình sẽ xây một ngôi nhà bé bé ở gần cái hồ này đi. Để mình coi coi ở đâu có thể xây được nhờ. Ở đây có mía này. Lấy luôn, lấy đem lên trên nhân giống các bạn ơi. Mình full slot rồi. Mình sẽ đặt cái khối này ngay tại đây. Đấy, giờ mình sẽ lấy mía rồi lên đây nhân giống tiếp nha. Mình xây cái nhà gần cái hồ này hay hồ đằng kia ta? Tại mình thấy cái hồ nào cũng đẹp các bạn ơi. Mình nghĩ chắc xây chắc xây hồ bên đây nha các bạn. Còn bên kia sau này mình sẽ xây sau nha. Tạm thời mình sẽ xây nhà ở bên đây đi. Rồi, giờ mình sẽ dọn cái khu này ra một xíu nha. Để mình có thể xây được ngôi nhà ở bên đây nè các bạn. Đấy, giờ mình sẽ dọn ra một xíu đi. Ở đây chắc mình sẽ đào cái chỗ số khác này để làm kính này và thay vào đó là mấy cái block đất ấy các bạn. Mà tạm thời thì mình sẽ làm bằng trước tiên thì mình làm một cái rương để chứa đồ các bạn ơi. Nãy giờ hơi bừa bộn mấy, quá trời đồ trong người này. Giờ mình sẽ làm một cái rương để chứa trước nha. Giờ mình sẽ đặt cái rương ở đây và nhét vào hết vô đây luôn. Đó, rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Và grab thêm một cái lò ấy để mình có thể nấu mấy cái thịt lên các bạn ơi. Rồi, được hai cái lò mình sẽ đặt ở hai bên và cho thịt cừu cũng như là thịt heo vào để mình ăn nha bạn. Giờ mình thiếu thức ăn rất là nhiều luôn. Mình sẽ tận dụng mấy cái mầm gỗ sồi nha để mình có thể nấu ấy các bạn. Đấy, mình sẽ lấy ra hai cái đi để mình có thể trồng lên các bạn ơi. Đấy, phải nhân giống lên nếu không mình không còn cây để chặt đâu. Tại đây là chú ý là mấy cây gỗ sồi sẫm ấy. Đó, mình sẽ trồng hai cây ở đây và bắt đầu làm phần trụ của ngôi nhà của chúng ta nha. Giờ thì mình sẽ làm phần trụ như thế nào nhờ. Ngôi nhà này thì mình dự định sẽ xây nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Mình sẽ đặt một cái trụ ở đây. Đấy, sau đó thì cách ra tầm cái này là cách ra 3 ô đi. Đó, còn đi theo chiều ngang thì mình sẽ cái này là 1, 2, 3. Có nên xây số chẵn không nhờ? Tại đó giờ mình chưa có xây số chẵn các bạn ơi. Mà thôi đi, chắc xây số đẻ cho nó đẹp nha. 1, 2, 3. Ở đây là một trụ nè. 1, 2. Cái đây cách 2 ô thì mình sẽ đặt một cái trụ ở đây đi. Được không nhỉ? Mình thấy cũng khá ổn đó các bạn ơi. Rồi tạm thời thì qua đây là như vậy. Và 1, 2, 3 và trụ. Đấy, cứ như vậy. Và ở đây là 3 ô luôn đi để cho nó đều nha các bạn. Chắc nhà số chẵn thì để khi khác mình xây đi. Cái nhà khởi đầu thì mình xây cho nó ok xíu các bạn ơi. Và ở đây. Đó, cửa thì mình sẽ đi vào đường này nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên để làm phần trụ nha. Đấy, trụ thì mình nghĩ sẽ đi lên tầm cái này 3 ô có thấp quá không nhờ. Tại vì mình sợ lên cao quá ấy, các bạn. Thì mình sẽ không đủ gỗ ấy. Tại hiện tại thì mình có khá là ít gỗ luôn. Để mình xuống mình xem coi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ lên 4 ô nha. Chắc lên 4 ô sẽ ổn đó các bạn. 4 ô nha. Rồi, 4 ô lên đây, lên đây. Ở đây, ở đây và ở bên đây. Xong, sau đó thì nói lại thôi các bạn ơi. Với số gỗ này chắc mình sẽ bị thiếu khi làm phần mái ấy. Nhưng mà không sao đâu, có gì thiếu thì mình sẽ chặt thêm thôi các bạn. Đấy, mình sẽ ấp qua bên đây và bên đây. Xong. Vậy là xong phần phần trụ đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần tường nha. Phần tường thì ở phía dưới ấy thì mình sẽ ốp bằng cái đá cuội ấy để nhìn cho nó sắc cho ta chắc chắn ấy các bạn. Đấy, mình sẽ đặt như vậy. Đấy, và ở đây là cái cửa này. Cửa thì mình sẽ
Hay là cửa đặt sát ở đây ta? Thôi đi, cửa để đặt ở chính giữa đi các bạn ơi. Đó, ở đây là phần cửa sổ này. Thì mình sẽ đổi ra cái ván gỗ sồi để ốp phần tường nha. Uầy, mới đây mình đã hết gỗ rồi này. À không, mình còn này. May quá, may quá. Chắc cũng vừa đủ để làm phần cửa sổ đấy các bạn ơi, cũng như là phần tường ấy. Đấy, mình sẽ ốp lại như vậy. Cái này thì mình sẽ ốp bằng cái cầu thang đi. Mình sẽ grab một cái cầu thang nha. Đấy, và ốp ngược lại như vậy. Đấy, rồi ở đây mình sẽ đặt một cái cửa này. Và sau đó thì mình sẽ ốp tiếp phần tường nha. Ở đây là một cái cửa sổ. Ở đây và ở bên đây. Đó, nhà thì mình thường đặt nhiều cửa sổ các bạn ơi, để chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài dễ dàng hơn ngay. Ở đây thì thêm một cái cửa sổ nữa nha. Rồi, như vậy là xong phần tường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cây xẻng ngay để làm phần sàn trước nha. Giờ mình sẽ dùng xẻng để đào cái phần sàn, phần đất ở phía dưới. Và ốp qua bên đây để mình thay bằng kính đấy các bạn. Cửa sổ thì mình sẽ dùng kính ấy chứ không dùng mấy cái hàng rào đâu. Tại vì đây là cái ngôi nhà khởi đầu mà. Nếu dùng hàng rào thì nó kiểu như không nhìn ra ngoài dễ dàng ấy các bạn. Đó, giờ mình sẽ đào hết số đất này ra nha. Rồi, ngoài ra thì một tí nữa thì mình cũng phải chế tạo một cây cuốc ấy các bạn ơi, để mình cuốc đất và bắt đầu trồng trọt ấy. Chứ mình dùng ăn thịt hoài ấy thì cũng không được đâu các bạn ơi, tại vì bây giờ mình chưa có chỗ để chăn nuôi ấy. Giờ mình sẽ có nên nấu cái này lên không nhờ, tại vì cái phần sàn thì mình không dự định sẽ dùng đá cuội các bạn ơi. À, mình có cách rồi, giờ mình sẽ nấu cái đá này lên đi. Mình sẽ bỏ đá vào và nấu lên đấy các bạn. Mình sẽ dùng than đi. Đấy, mình sẽ nấu một ít lên nha, để mình có thể đổi thành cái gì ta, cái đó là cái đá nhẵn các bạn. Đấy, rồi đá nhẵn mình cũng có thể nấu thêm một lần nữa ấy, để thành cái đá mịn gì ấy, để mình có thể grab một cái phiến đá mà màu trắng ấy các bạn. Đấy, rồi mình sẽ đào cái này để làm kính nha. Bên đây mình sẽ nấu kính này. Ui, mình có cái thịt heo này. Thịt heo thì hồi rất là nhiều cái thanh thức ăn luôn các bạn ơi. Đấy, nhưng mà có điều mình không thích giết mấy bé heo cho lắm ấy. Rồi giùm được hai cục rồi này. Đấy, giùm sẽ nấu hết lên đi, rồi mình nấu thêm một lần nữa các bạn, tại vì phiên bản mới này đá này có thể nấu thêm một lần nữa ấy. Đây được một cái kính đây này, tại vì thông thường thì cần 6 cái thủy tinh đấy các bạn để làm cái tấm kính này. Mình thì thích ốp cái cửa sổ bằng tấm kính hơn. Đấy, giờ thì mình sẽ đợi lấy thêm một cái nữa là được 3 cái rồi. Tranh thủ này chắc mình làm thêm một cái lò để quan ơi, để chúng ta có thể nấu nhanh hơn ấy. Rồi chơi lần 3 lò luôn. Rồi cái này thì mình sẽ nấu đá lên tiếp nha. Đấy, ý phiên bản mới này có thể nấu đá lên thêm một lần nữa các bạn ơi. Đó, rồi đợi cho nó thành cái cục đá gì này, hôm bữa mình gặp trong công thức ấy. Để mình coi rồi, đây nó thành cái đá mịn nè các bạn. 3 cục đá mịn này sẽ làm được một cái phiến ấy. Đấy, cái phiến đó thì nhìn rất là đẹp luôn. Rồi giờ tạm thời thì cho nó nấu lên nha. Này là được 6 cái là chúng ta làm cái tấm kính này. Rồi đổi ra cái tấm kính. Rồi ốp vào đây. Đấy, ở đây. Ui, hư một cái rồi, không biết có đủ không ta. Ở đây. Ô, hy vọng là đủ, hy vọng là đủ. May quá, may quá, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ. Rồi cái này mình đập luôn. Đấy, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho mấy cái đá này nấu xong ấy, rồi chúng ta ốp phần sàn thôi các bạn ơi. Đấy, từ đây này chúng ta có thể grab được cái đây, cái phiến đá mịn. Đó, chúng ta sẽ ốp cái sàn bằng phiến đá mịn nha các bạn. Mình sẽ ốp ốp sao cho đẹp ta. Ốp như vậy. Ồ, chắc mình sẽ ốp xen kẽ đi các bạn ơi. Đấy, đây là cách mà mình thường dùng để ốp phần sàn ấy. Đó, mình cứ ốp xen kẽ thôi. Đấy, ốp như vậy. Rồi, giờ chờ nấu thêm một ít đá rồi chúng ta ốp nốt cái phần sàn luôn nha. Rồi ok, mình đã ốp xong phần sàn rồi, bây giờ ta sẽ có đêm đầu tiên trong ngôi nhà của mình nha. Rồi giờ ngủ thôi, sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu là phần mái của ngôi nhà nha. Phần mái thì mình sẽ dùng gỗ sồi các bạn ơi, nhưng mà hiện tại thì mình cũng đã hết gỗ sồi rồi, còn có một vài cái thân gỗ sồi thôi, chắc mình sẽ chặt thêm ấy. Và bằng viền ấy thì mình sẽ viền bằng cái đá nấu các bạn ơi. Và bây giờ thì mình còn có còn ít đá nấu quá à. Không biết viền bằng gỗ sồi sẫm được không nhờ. Ok, chắc bây giờ mình sẽ chặt thêm ít gỗ sồi sẫm cũng như là gỗ sồi ấy, để chúng ta có thể làm được cái phần mái của ngôi nhà nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi chặt thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ viền bằng cái gỗ sồi sẫm các bạn ơi. Đây, mình sẽ đổi ra mấy cái slab này. Tạm thời thì mình sẽ... để mình coi coi. À, ngoài ra thì cần thêm một ít cái cầu thang nữa các bạn ơi. Đấy, mình sẽ làm thêm một ít cái cầu thang nha.
Rồi chúng ta sẽ ốp lại như vậy này. Đấy, phần viền chúng ta sẽ đi lên đây, tại vì mình muốn làm hai phần máy này nó giao nhau ở chính giữa ấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ ốp ngược lại như vậy, cũng như là ốp bên đây. Sau đó thì mình sẽ đi lên một xíu các ngươi. Và bây giờ thì mình chưa có cái dàn giáo ấy, tại vì mình chưa có tre các ngươi. Sắp tới chắc mình sẽ tìm tới cái khu rừng ấy để chúng ta có thể lấy tre và làm được cái dàn giáo khi xây dựng ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Rồi giờ chúng ta sẽ lên đây và ốp tiếp lên đây. Đấy, ốp ngược lại thôi các bạn ơi. Đó, đây là phần máy đơn giản mà, tại vì nhà khởi đầu mà các bạn, không cần phải làm kiểu như nó rườm rà quá đâu. Giờ mình sẽ làm thêm một cái bàn chế tạo trên đây luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo thêm ít cái ván gỗ sò sẩm ấy. Rồi đổi ra như đây và ốp lại bên đây. Đấy, thế là xong rồi. Ngoài ra thì mình sẽ ốp ở phía trong ấy là bằng gỗ sòi nha. Tại vì mình muốn kết hợp giữa hai loại gỗ này các bạn ơi. Tại vì cái khu của mình ấy không có cái gỗ vân sam các bạn à. Thông thường thì mình thường dùng phần máy bằng gỗ vân sam ấy, mà cái khu mình là khu đồng bằng mà, cho nên không có gỗ vân sam. Thành ra mình phải dùng cái gỗ sòi để thay vào ấy. Rồi mình sẽ ốp qua bên đây. Để mình coi coi phần máy làm sao cho ok nhất nha. Tạm thời mình sẽ viền trước đi các bạn ơi. Đấy, viền qua bên đây. Đấy, ra tuốt đằng sau luôn. Và ở đây thì mình sẽ làm qua bên đây luôn này. Ở đây thì mình sẽ nối qua bên đây nha. Cái này thì mình, các bạn ốp ngược lại như vậy các bạn ơi, thì hai phần máy nó sẽ giao nhau ở chính giữa này, nhìn nó sẽ ok hơn. Chứ nếu nối hai cái này lại thì nó sẽ thành cái máy hình chữ L ấy. Nhìn khá là buồn cười luôn. Đó, rồi mình sẽ ốp lại như vậy. Đấy, vậy là xong phần máy ở mặt bên đây rồi. Giờ tới phần bên đây nha. Phần bên đây thì mình sẽ chế tạo thêm một ít cái cầu thang gỗ sò sẩm trước cái đã. Ui, mình làm được cái nốt nhạc này. Được luôn, một tí mình sẽ dùng để trang trí các người. Rồi, hay quá hay quá. Chúc mình sẽ dùng cái đó để trang trí nha. Và bây giờ mình sẽ đổi ra gỗ sò sẩm thêm đi các bạn ơi. Tại vì bây giờ mình cũng hết rồi này. Đấy, để chế tạo thêm một ít cái cầu thang. Đó, rồi làm tiếp phần viền thôi. Phần viền sẽ đặt như vậy. Ui, nhầm. Phải đặt như vậy mới đúng này. Đó, như vậy và như vậy. Đấy, sau đó nói ra mặt bên đây thôi. Đó, ốp lên đây và ở bên đây. Rồi, như vậy là xong phần viền rồi. Đấy, phần viền nó sẽ làm nổi bật cái phần máy của chúng ta lên đây. Và nếu như mà chúng ta làm phần máy mà chỉ có một loại gỗ ấy, thì nhìn nó khá là đơn điệu các bạn ơi. Đấy, cho nên mình mới kết hợp giữa hai loại gỗ để cho phần máy nó nổi bật hơn ngay. Đó, rồi nó lại và bên đây. Đấy, thế là xong rồi. Rồi giờ mình sẽ ốp hết lại bên đây, cũng như là ở bên đây nha. Ngoài ra ở phía trên đây thì mình sẽ dùng cái phiến ấy các bạn ơi, cái slab ấy để mình có thể và ở phía trên đây thì mình sẽ dùng cái slab ấy để mình có thể ốp lại các bạn ơi. Chứ mình dùng cái khối thì nó sẽ bị dư một phần ở phía trên nóc ấy, nhìn nó sẽ không đẹp đâu các bạn. Rồi mình sẽ đặt ở bên đây và bên đây và lấy các bạn chế tạo lại. Đấy, thế là xong rồi. Rồi ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng cái phiến nha. Rồi ở đây cũng như là ở bên đây. Đó, xong. Và còn ở bên đây nữa. Đấy, thế là chúng ta đã xong cái phần máy của ngôi nhà rồi. Phải phía trên này mình nghĩ chắc không dùng sử dụng được đâu các ngươi, tại vì nó khá là chật ấy. Ở những ngôi nhà sau thì mình sẽ cố gắng xây phần máy nó kiểu như nó rộng rộng một xíu ấy, để chúng ta có thể dùng cái không gian đó và làm cái kho chứa ở phía trên nha. Rồi tạm thời thì ngôi nhà này chúng ta sẽ dùng ở tầng dưới thôi các bạn ơi, tầng trên thì không dùng đâu. Tại vì nó chật quá mà. Rồi thế là xong rồi. Đấy, ngoài ra thì bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc là trồng trọt nha. Để mình đi đứng xa xa coi ngôi nhà nó có ổn chưa nha các bạn. Ui, mình chưa ốp ở phía trước này. Phía trước mình sẽ ốp lại các bạn ơi, để không thôi nhìn nó hở phía trong này. Mình sẽ ốp lại bằng cái khối cũng được đấy. Đó, mình sẽ ốp lại như vậy. Và đặt ở trên đó là một cái hàng rào nha. Thông thường thì ở phía trên thì mình dùng cái hàng rào để làm cái kiểu như cái cửa sổ ấy các bạn, nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Chứ nếu dùng cái kính thì nó sẽ không đẹp đâu. Mình nghĩ là vậy ấy. Rồi, giờ mình sẽ đặt ở đây và ốp lại lên đây. Đấy, thế là xong rồi. Mình sẽ chế tạo một ít cái hàng rào nha. Mình sẽ dùng hàng rào gỗ sò sẩm luôn. Đặt ở đây và ở bên đây. Đó, như vậy chúng ta đã xong ngôi nhà rồi. Công việc tiếp theo chúng ta là trang trí nha. Mình sẽ chế tạo một cái cửa trước. Cửa thì mình sẽ dùng cửa gỗ sòi các ngươi, không dùng cửa gỗ sò sẩm đâu. Tại vì cửa gỗ sò sẩm thích hợp để làm mấy cái ngôi nhà kiểu như hiện đại các bạn ơi. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ làm một cái cửa gỗ sòi và một ít cái hạt sắt các bạn ơi, để mình có thể làm được cái lồng đèn ấy. Phiên bản mới này có cái lồng đèn trang trí rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ làm cái lồng đèn nha.
Nhưng mà bây giờ hình như mình hết than thì phải. Mình hết than rồi. Nãy mình đào ít than quá à. Mình nấu hết ở đây 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 con này. Rồi giờ mình sẽ làm than nha. Làm đuốc nha. Đây mình sẽ làm ít cây đuốc và đổi ra cái lồng đèn. Công thức nó là như vậy. Đó, được 6 cái lồng đèn luôn. Bây giờ mình sẽ đặt lồng đèn xuống trước các ông ơi. Lồng đèn đặt sao cho thích hợp ta. Cái này mình nghĩ mình ốp lại luôn đi các ông ơi. Cái này thì mình sẽ dùng cái gỗ sồi ấy. Đó, rồi ốp lại như vậy. Rồi sau đó mình mới đặt cái lồng đèn ở phía trên đây thì nhìn nó sẽ ok hơn các ông ơi. Đó, đặt ở đây và một cái lồng đèn ở chính giữa. Ở giữa thì là tầm tầm này nè các bạn, tầm này là ở giữa này. Mình sẽ đặt một cái ở đây. Được không ta? Hay là giờ ok, cũng tầm ổn rồi đấy. Và ở phía trước ấy thì mình cũng đặt một cái lồng đèn ở đây. Đó, và đặt một cái cửa vào. Đây. Đấy, thế là xong rồi. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có thể đặt thêm một ít cái block đất ấy và làm cái cửa sập các bạn ơi, để trồng hoa lên đây. Tại vì ở đây có mấy loại hoa khá đẹp này. Hồi nãy mình thấy cái bông hoa hồng gì ở bên kia ấy, có gì mình sẽ đem qua đây rồi chúng ta cùng nhau trồng nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ ốp lại bằng đất. Rồi, thế là xong rồi. Chỉ công việc tiếp theo là chỉ đợi cho nó mọc cỏ lên thôi các bạn ơi. Rồi, mà ra ở đây thì mình có thể dùng cái xẻng ấy để đi cuốc lên làm cái con đường đi ấy các bạn. Đấy. Đấy, tạm ổn rồi đấy. Ngày đầu tiên như vậy là ổn rồi đó các bạn ơi. Ngoài ra ở đây, ở đây mình đặt nhầm rồi. Ở đây dùng cái cục đất cỏ nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Rồi, tạm thời là vậy nha. Ở phía trước mình nghĩ nên có một cái chậu bông. Nhưng mà đây, ở đây có đất sét nè các bạn. Mình sẽ nung cái đất sét lên đây để chế tạo một cái chậu bông rồi đặt trước nhà để nhìn cho cái nhà nó đẹp hơn nha các bạn. Đấy, mình sẽ đào một ít cái đất sét nha. Đấy, ở trên nó đã hiện công thức cái cục gạch đó các bạn. Rồi, giờ mình đào ra. Ở phía dưới nước ấy thì đào khá là chậm luôn. Rồi, giờ xong rồi, được một ít rồi các bạn. Tại vì đất sét thì khá là hiếm các bạn ơi. Đấy, thành ra không có xây nhà bằng đất sét được ấy. Phải như cái khu mình mà nhiều đất sét thì mình có thể thử xây nhà bằng đất sét một lần xem như thế nào các bạn. Tại vì đó giờ mình cũng chưa xây nhà bằng đất sét nữa. Bằng cái cục gạch đó các bạn. Đấy, giờ bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cuốc đi để mình cuốc đất trồng trọt trong thời gian chờ đợi nó nấu lên nha. Mình sẽ trồng trọt ở gần cái hồ này luôn, tận dụng cái chỗ nước này luôn đấy các bạn. Mình sẽ cuốc ở quanh cái hồ này nha. Đấy, cái này thì tạm thời đặt vậy cũng được. Sẽ gỡ cái đuốc ra đi tại vì nó đây như vậy đi. Đó, rồi cuốc lên, trời cũng gần tối nữa kìa, mau thật ấy. Rồi mình sẽ cuốc lên đây. Đấy, tạm thời mình có vài cái hạt giống thôi. Nhưng mà mình cuốc nhiều đi các bạn ơi, để có gì mình có nhiều hạt giống thì mình trồng lại sau ấy. Đấy, mới đây có thêm một ít hạt giống ở này. Rồi trồng vào và dùng một ít hạt giống ở bên đây và trồng hết vào luôn nha. Đấy, để sắp tới mình có thể ăn bánh mì các bạn ơi. Tại vì ăn thịt hoài cũng không ổn ấy. Tại vì mình chưa có chỗ trồng chăn nuôi ấy. Đó, rồi giờ mình sẽ cuốc ở đây và ở bên đây. Đấy, thế là ổn rồi đấy. Ui, ở đây cuốc nhầm rồi này. Đập ra đi. Đó, rồi ở đây mình nghĩ cũng nên thắp sáng các bạn ơi. Và mình sẽ dùng cây đuốc ở để thắp sáng ở bên ngoài nha. Còn ở bên trong thì mình mới dùng mấy cái lồng đèn thôi. Ở đây thì mình có thể làm mấy cái hàng rào ấy. Hàng rào thì mình sẽ dùng hàng rào gỗ sồi đi. Đó, rồi làm như vậy. Đấy, được 6 cái hàng rào mình sẽ đặt ở đây một cái và cắm đuốc lên để cho có ánh sáng các bạn. Rồi bây giờ đi vào trong và ngủ thôi. Sáng thức dậy chúng ta sẽ chế tạo cái gì ta? Cái đó là cái chậu bông ấy để chúng ta có thể trồng hoa phía trước nhà mình nha. Để mình coi nó nấu xong chưa nha. Đây được 9 cái này. Mình sẽ lấy 9 cái này và vứt cái que ra đi để chế tạo mấy cái chậu nha. Đây, 1, 2 và được 3 cái chậu các bạn ơi. Rồi, được 3 cái chậu rồi. Chúng ta sẽ trồng phía trước nhà thì trồng gì cho đẹp nha. Trồng gì ta? Trồng một cái cây trước đi các bạn ơi. Ở đây mình có cái cây gì đây? À, cây gỗ này đi. Gỗ này mình thấy khá đẹp này. Đó, và một cái chậu ở bên đây mình sẽ trồng hoa. Hoa thì mình sẽ lựa cái bông hoa nào nó nổi một xíu các bạn ơi. Bông màu xanh này cũng được này, tại vì phiên bản mới này có cái bông này nè các bạn ơi. Bông thanh cúc ấy. Bông này tên hay nha. Tên cúc các bạn ơi. Đặt vô đây. Nhưng mà màu nó không nổi như cho lắm nha. Mình nghĩ chắc dùng bông màu vàng thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Đây có bông màu vàng này. Đó, rồi mình sẽ cục đá này chắc mình sẽ vứt ở đâu ta? À không, chắc mình sẽ vứt cục đá này luôn đi. Có một cục mà. Rồi, mình sẽ lấy cái bông màu vàng và trồng xuống ngay cái chậu của mình nha. Ở đây và đặt vô đây. Rồi, vậy là ổn rồi.
Để mình coi coi, giờ chắc mình sẽ đi xung quanh thế giới của mình một xíu ấy, để coi coi có gì nổi bật không nhé bạn. Biết đâu gần đây lại có làng thì sao, tại thông thường phiên bản mới này rất là dễ tìm làng luôn. Và làng thì rất là đặc biệt các ngơ, tại vì có thêm mấy bé mèo nữa ấy. Nếu có làng gần đây thì mình sẽ cố gắng làm một cây cần câu, tại vì mình có chỉ hay sao này. Đây đây, mình có một chỉ à. Mình sẽ cố gắng tìm chỉ ấy, rồi làm một cây cần câu rồi nuôi mèo luôn ấy các bạn. Đấy, không cần phải tìm khu rừng giống như những phiên bản trước đâu. Rồi, giờ sẽ đi xung quanh để... đây, sẵn tiện mình sẽ thu hoạch mía luôn các bạn ơi. Và nhân giống nó lên đây. Và cái hồ này có một cái đảo nhỏ nhỏ bên kia ấy. Mình thấy khá đẹp luôn, sắp tới chắc mình sẽ xây một ngôi nhà ở bên đó đó các bạn ơi. Đấy, mình thấy ý kiến này cũng khá là hay đấy. Rồi, tạm thời thì mình sẽ đặt ở đây. Và đi qua đây xem coi có gì không nha. Ở đây có bò và cừu này. Sắp tới chắc mình sẽ bắt đầu chăn nuôi ngay tại đây luôn các bạn ơi. Bây giờ ở đây có sẵn mấy bé động vật này nè. Còn bên đây là cái gì ta, cái vùng đầm lầy ấy. Ở thường thường ở đầm lầy thì rất dễ có mấy cái oh my god. Yeah, cuối cùng thì chúng ta tìm được làng rồi các bạn ơi. Phiên bản mới này rất dễ tìm làng luôn các bạn. Đấy, mình chỉ cần đi một xíu quanh cái chỗ mình spawn ấy là mình có thể tìm được ngôi làng ở đây này. Nhưng mà mình thấy cái ngôi làng này thì kiểu như nó không được to cho lắm các bạn ơi. Chỉ có vài ngôi nhà thôi. Ở đây thì không có anh dân làng nữa hết. Bên đây coi coi có không. Cũng không luôn. Ở đây có mấy bé gà này. Ở đây là cái gì đây? Cà rốt, khoai tây. Được. Giờ mình sẽ vứt gì ta, đặt một cái cầu thang ở đây đi. Đấy, rồi mình sẽ lấy cà rốt với khoai tây về để trồng lên nha các bạn. Mình chỉ lấy một ít thôi, mình lấy mỗi cái một cái thôi các bạn. Anh ơi, đừng. Sao giờ? Ui, may quá, may mà có mình đấy, không thôi anh này toi rồi. Anh mắc cái đầu ở trên cái cây các bạn ơi. Chả hiểu sao, anh đu cẩn thận nha, kẹt đấy. Uầy, đây, bé mèo đen nè các bạn ơi. Ủa đây có chuông đây nè. Wow. Ở đây có bác nông dân nè các bạn, tại vì bác này đổi cái mũ rơm này. Đấy, để mình coi. Bác này đổi khoai tây lấy emerald. Được. Ở đây 2 emerald này. Nhưng mà giờ mình đầy đồ, chắc mình gửi ở đây cũng được đấy các bạn. Mình sẽ lấy một ít khoai tây về để trồng nha. Và mầm cây thì mình để đây đi. Mình cũng được, mình gửi ở đây cũng đâu sao đó các bạn. Thì sắp tới có thể mình cũng có thể dọn qua đây ở chung với làng mà. Còn bác này, ui bác này chưa có đổi được, bác này lắc đầu rồi. Để mình coi gần làng coi còn gì không nha bạn. Ủa đây có bé mèo này, mà mình sợ làm bé mèo sợ, kiểu như nhát các bạn ơi, bé mèo nhát lắm, mình lại gần là bé mèo sẽ sợ ấy, cho nên mình sẽ đi né bé ra nha. Rồi qua đây, đây là hạt giống á, hạt giống thì mình không cần đâu. Ui đặt lại. Ui ở đây có đường đi lên nữa nè các bạn. Ui nhà này nhà của bác nào đây. Ui bác này không có rương. Ở đây hình như có nuôi cái gì nè các bạn, nhưng mà bây giờ mình không thấy con gì trong này nè. Ủa đâu ta. Khó hiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình thôi các bạn ơi. Chắc ở đây là hết rồi đó các bạn. Ngôi làng này thì cũng bé thôi, nhưng mà không sao đâu, sắp tới có gì mình sẽ xây cho ngôi làng này rộng lên đây. Rồi bây giờ quay lại ngôi nhà của chúng ta thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một bộ giáp sắt nha. Ở đây mình có thể chế tạo một cái áo này, một cái quần, cũng như là một cái ủng ấy các bạn. Hiện tại hình như mình hết sắt luôn rồi. Mà tạm thời chúng ta cũng được 3 món rồi, chỉ còn thiếu một cái ủng thôi. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể làm được cái đồ máng cái giáp lên đấy các bạn, cái armor stand ấy. Rồi giờ mình sẽ làm một cái phiến ở đây. Và một cái đây công thức nè các bạn, giá để giáp các bạn ơi. Rồi tạm thời chúng ta sẽ máng cái bộ giáp ở bên trong ngôi nhà nhá. Khi nào đi đâu ấy thì chúng ta mới mặc vào thôi. Đó. Rồi bỏ lên đây, mặc vào. Đấy, như là ổn rồi. Ok cảm ơn, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được ngôi nhà mới để bắt đầu lại từ đầu, cũng như là tìm được ngôi làng và có được những thứ căn bản rồi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.